test nữa này. Con này đời 2020 này. Rất nhiều người hỏi tập giá này nhá. Mới về. Con này đời con này là đời 2017. 2017 nhưng mà giá chỉ 11.500 thôi. Rẻ đặc biệt nữa này. Con Way 2 này, con này 2007 nhưng nên hết giá áo 2016 này. Bao máy zin cho anh em, giá 8.500.000. 2018 phiên bản đen nhám nên tem đẹp lắm, biển số Sài Gòn nhá. Biển số Sài Gòn mà Sài Gòn. Ký ủy quyền về tên mình rồi. Okay. Mình ok anh, hết. Dương bạn. Sài Gòn mà đã ký rồi thì ok hết. Một anh tài nào mà đang kiếm Sài Gòn này. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Một thằng ở trên này hôm nay mình lại cập nhật một cái lô xe rất là khủng anh chị và bạn ha, giá mềm ha. Xe đi làm này, rồi đẹp nè, tay ga nè, SH móc nè, SH cao á thì có rất là nhiều dòng luôn. Thì anh chị và các bạn chịu khó mình tham khảo kỹ clip á. Thì hôm nay mình quay bên cửa hàng xe máy Hùng Hồng á. Anh em nào mình đã xem, đã yêu mến thì mình chú ý á. Thì bây giờ mình sẽ vào mình gặp anh Hùng. Tại vì có những con xe ẹt vừa mới chịu thôi. Hoặc là Vinner nè, hoặc có những con xe đi làm 8-9 triệu rồi. Rồi mình sẽ vào mình gặp anh Hùng, sẽ vào hỗ trợ báo giá cho anh chị ạ. Ok, chào anh ạ. Hello tất cả mọi người. Lâu quá rồi này mới gặp. Chắc là phải 2 tuần rồi đúng không anh em? Hai đúng anh Việt? 2 tuần rồi. Thật sự không biết mọi người sao chứ mọi Hùng là rất là nhớ mọi người. Thì hôm nay cũng như là mọi video khác thì hôm nay Hùng vẫn báo giá xe, thậm chí vẫn sập hầm vẫn sập hầm luôn, vẫn xả sập cho anh em luôn. Nói chung trong thời gian qua rất nhiều cô chú, toàn thể các anh em cùng toàn thể bạn bè đã ở trên kênh đã coi và quý mến Hùng Hồng, thì không biết nói gì hơn, Hùng Hồng lần đầu tiên xin chào mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Thì hôm nay theo chân Hùng Hồng sẽ giới thiệu cho anh em tất cả dòng xe hôm nay về rất là nhiều, toàn những xe giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. Đầu tiên là một chiếc xe RSX này, đời FI này. FI này, xe bánh mâm nhá. Con này đời con này là đời 2017. 2017 nhưng mà giá chỉ 11.500.000 thôi. 11.500.000. À, 11.500.000 cho anh em nhá. Đấy, một con xe. Và đây một chiếc xe AB dành cho những người mà thích ưa chuộng, thích những máy cực chất, bao zin. Thì anh em nào mà về chiếc xe này mà về lên ý thì đúng bài, lên áo thái đúng bài luôn. Xe này giá bao nhiêu? Chỉ 13 triệu. FA mà 13 triệu. 13 triệu. Mâm đã chia sẵn là mâm 5 cây là lên thái ok đúng bài luôn, dàn áo rất đẹp nhá. Máy bao zin cho anh em luôn. Đấy, anh em thì chỉ cứ về lên thái thôi. Chắc chắn là rất nhiều người sẽ điện thoại đấy. Rẻ đặc biệt nữa này. Con Way 2 này, con này 2007 nhưng nên hết giá áo 2016 nha. Bao máy zin cho anh em, giá 8.500.000. Đấy, quen pha là 8.500.000. 8.500.000 quen pha đời 2007 và máy zin nhá. Không máy da đâu. Hùng bán không bán máy da. Ok. Tiếp theo đây thì anh em cũng biết rồi, những cái dòng xe FI. Con này là Lubias FI. Hùng bao đẹp xe, dán keo nguyên con. Xe đẹp lắm, dàn chân dàn ấy cẳng đẹp lắm anh em ạ. Giá có 9.500.000 hả Việt ạ? À, 9.500.000. Ờ, xe tiết kiệm xăng. Mấy con này thì ship sao ta? À, ví dụ như thường lệ thôi, ông sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em đi. À, ví dụ bao ship cho anh em. Thật ra thì nó cũng chả đáng bao nhiêu, để anh em đỡ mất công. Đấy, bao ship cho anh em. Còn nếu mà anh em vừa chuyển xe về cho anh em không ứng ý thì anh em chỉ trả đầu về thôi nhá. Vậy, nhưng mà tùy từng xe bao ship. Ví dụ con này 9.500.000 bán về tỉnh, Hùng Hồng bao ship cho. Bao ship 9.500.000 nhá. Ok. Đấy, con này đây này, con đẹp lắm này. Con này đời 2016 không à? 2016 hay 17, con này có 18 triệu thôi. 18 triệu à? 18 triệu cho anh em. Đấy. Tất cả. Số 72 á. Biển số 72. Đấy, anh em 18 triệu cho anh em. Anh em nào muốn rút gốc, Hùng Hồng sẽ hỗ trợ rút gốc cho tất cả anh em luôn. Đấy, đặc biệt là anh em biết sao, quý Hùng Hồng là Hùng Hồng cảm ơn rất nhiều rồi. Nhưng bây giờ chỉ muốn bán những chiếc xe mà để cho anh em đi lại cho nó cực chất thì Hùng Hồng đã thấy cảm thấy là vui lắm rồi. Vision đời 2014 phiên bản tem sơn tem, bao đây rất đẹp, màu xanh, xe không một vết trầy, bao máy zin cho anh em,
giá chỉ có 13 tỏi. À lộn, quên, 13 triệu. 13 tỏi anh em. 13 tỷ quá em. 13 tỷ chết mẹ luôn. Đó. À, vẫn như thường lệ con này thì hôm nay Hùng Hồng bớt xuống còn 22 triệu 500 cho một chiếc xe X-Size côn tự động nhá. Màu cam. Giá bao nhiêu? Màu cam. Đây này, đây là một chiếc nữa này. Chiếc này cũng rẻ này. Chiếc này đẹp 18 triệu. À con ẹt này có 18 triệu đồng biển số. Để coi. Đấy. Con này là 60. Con này là 21 triệu chứ. À. 21 triệu bao ship cho anh em này. À 21 triệu bao ship luôn. Cho một con phiên bản xám xi măng, được chưa? Biển số 38 à. Đúng rồi. Rồi. Con 50 chuẩn bị đến mùa học sinh rồi, anh em hãy mua con này, xe này bây giờ còn bữa nay còn 10 triệu 500 cho anh em. À 10 triệu 500. Rồi. Bán mấy con xe này đúng là hãy mua cho học sinh. Con xe này biển số đẹp lắm này. 14 triệu 500 cho một chiếc xe biển số Sirius đời 2021 FI. Quá mới luôn anh em ạ. Chiếc xe quá mới luôn, dán keo nguyên con, đang còn dán keo nguyên con luôn. Dán keo nguyên con luôn anh em ạ. Đó, 14 triệu 500 cho một chiếc xe Sirius đời 2021, dán keo nguyên con, xe biển số đẹp lắm. Việt ạ. Ok, đây rồi bảo biển anh. Số đẹp. Con A này thì 14 triệu 800. Quân pha đời 2021. Con này 13 triệu 500 này. 13 triệu 500 luôn, hôm nay tụt hết. Hôm nay xả hết cho anh em luôn để cho anh em về lấy xe đi làm. Goya mà. Đấy, bán trả được lời lãi bao nhiêu, nói thật với anh em là trả được lời lãi bao nhiêu chiếc xe hết. Lời lỗi gì tầm không này. Được lời lãi bao nhiêu ấy. Đấy, biển số đây. Ừ. Ê, anh em quay bảng số cho anh em coi đi. 3738 này. Quay bảng số cho anh em coi nhá. Đó. Anh em nào mua con nào thì liên hệ á. Đấy. Thôi thì ẹt thì hôm nay phải xả tiếp rồi. À lại xả tiếp. Lại xả tiếp. 26 triệu một dàn luôn. À nguyên cái lô 26 này. Triệu luôn. Đấy, đen đỏ 26 triệu này. 27 xuống 26 này. 26 luôn. 26 luôn. 26 luôn. Con này 25 năm. 25 năm. Đó, mua rẻ bán rẻ. Tiếp tục 25 triệu 500 luôn cho một chiếc xe mới đẹp. Con này anh em rất là nhiều anh em hỏi này. Đời 2020 xe chạy rất ít, 28 triệu 800 như bữa nay Hùng Hồng bớt xuống còn 28 triệu 500 nhá. 28 triệu 500. Rẻ quá trời rẻ luôn rồi. Con này 24 triệu đi. 24 triệu. Mong đợi còn trước Future vừa về. Mới quá 29, mới quá. Đẹp. Con này lấy cho anh em 24 triệu. 24 triệu. Tôi đọc máy biển số lên này. 37G1 61546. Đấy. Đấy. Rất là mới. Rồi. Chiếc xe 2019 màu đen là biển đâu? Con này là biển 36 B7 06197 24 này. Còn 73C1 13644. Rồi màu đen. 77L1 02122. Đấy. Đó. Màu đỏ. 60B4 87320. Anh em Đồng Nai ra đây nhá. Ok. Anh em Đồng Nai ra đây Hùng Hồng hỗ trợ. Một ly cà phê, một ấm trà, ngồi anh em mình đàm đạo. Đấy. Các cô, các chú đang coi kênh này ấy, cho cháu gửi lời thăm tri ân tới tất cả cô chú. Chúc cô chú đã quý mến cửa hàng con, chúc cô chú và toàn thể bạn bè thật nhiều sức khỏe. Rất nhiều cô chú quý Hùng Hồng, điện thoại Hùng Hồng. Cô chú chỉ đợi kênh Việt ra thôi để cô chú coi. Đấy. Thì cũng như thường lệ anh em biết rồi, bên cửa hàng Hùng Hồng, tất cả những dòng xe của cửa hàng Hùng Hồng bao máy zin cho tất cả anh em, bao hồ sơ toàn quốc, bao ship toàn quốc cho anh em. Nhưng anh em phải chịu phí nhá. Tôi nói nhắc lại, mất đồng trước đường sau. Cứ bảo là sao bảo bao ship này tính tiền vào đó, không có. Cái xe nào bao ship là bao ship, còn cái nào là ship hỗ trợ ship cho anh em hay là hỗ trợ hồ sơ cho anh em. Đấy, tất cả đây là dòng đó là anh em cũng biết rồi. Hôm nay đặc biệt về hàng cũng rất là nhiều hàng mới đấy anh em ạ. Con này, con này vừa về, vừa về đây 15 triệu bao hồ sơ cho anh em. 15 triệu bao hồ sơ. Con này đời, con này đời 2020 này 27 triệu. Hôm nay bớt xuống còn có 26 triệu 500. 26 triệu 500, biển số 94 nha. Đây, con xe này dán keo nguyên con này. Dán keo nguyên con 19 năm, tem chùm 19 năm. 19 năm. Xe đẹp lắm đấy Việt ạ. Okay. Con xe này đẹp lắm á. Rồi. Con này 33 triệu 500 bao hồ sơ cho anh em nhé. Hôm nay còn một con 155 à? Ờ, hôm nay còn một con 155 à? À, có dưới kho hình như là vẫn còn mới về sao ấy. À, chiếc xe này là 18 triệu 500. 18 triệu 500.
18 triệu rồi. Có con này. Chiếc xe này mua cao là 21 triệu rồi, nhưng mà thôi hôm nay này 20 triệu rồi. 20 triệu luôn. 20 triệu 500 thôi. Hôm nay thì anh xả ra nên anh em nào mua thì cứ tranh thủ thời gian. 20 triệu 500 cho anh em. Rồi V1 bữa nay cũng còn 2 con à? V1 còn mỗi 2 con. 18 triệu. V1 18 triệu biển số đâu. Con này 18 triệu luôn. Tí anh đọc bảng số cho Việt ạ. Đấy. Con này 18 triệu luôn. 18 triệu luôn Việt. Để đọc biển số cho anh em á. Đọc biển số cho anh em nhá. Tính ra là bán ghê chứ. Bán ghê. Bán ghê thật. Bán rẻ như vậy mà bà con không mua cơ mà. 94B1. À, con này là 60C1 này. 60 là 19 năm này. 94528 này. Anh chỉ đọc cái biển cái số đầu thì, 60C1. Rồi 60C1 là được rồi. 19 năm. Chiếc xe này anh em Đồng Nai đến mua chiếc xe này đi, hỗ trợ cho anh em. Xe này ngon lắm. Hôm nay miễn phí ship luôn. Miễn ship. Nó nhỏ nha anh em, ở ra lại cướp được đấy. Bao ship cho anh em. Ok. Nói chung là anh em ở đâu cũng thế thôi, tỉnh nào cũng thế thôi, đều có những vị khách, đều những người yêu thương Hùng Hồng. Đấy, cứ đến Hùng Hồng sẽ hỗ trợ được cái gì, Hùng Hồng hỗ trợ hết mình luôn. Anh em có một cái như này anh em này. Hùng Hồng không như cửa hàng khác. Khi mà anh em để ý rồi đúng không? Anh em bảo là bán cho em chiếc xe, báo giá cho em, nhưng anh ơi em bị lợ xấu. Như người khác người ta không tiếp bạn nữa, nhưng Hùng Hồng vẫn tiếp, vẫn giải thích cho bạn. Thế thôi, nếu mà bên Hùng Hồng bạn có ví dụ bán cho bạn con 20 triệu, bạn có khoảng 15 triệu, Hùng Hồng vẫn hỗ trợ cho bạn để lấy cái xe phương tiện đi làm. Okay. Hùng Hồng chỉ giữ lại cà vẹt và căn cước photo thôi nhá. Đấy, Hùng Hồng vẫn phải tiếp các bạn. Các bạn nên nhớ như vậy. Rồi. Phương châm của Hùng Hồng là không có ai như vậy. Ai cũng như ai hết, buôn bán thì nhiều khi gặp người ta không may người ta bị như vậy Việt đâu không? Người ta hỗ trợ thì cho phải hỗ trợ cho người ta thôi. Đấy. Hôm nay đặc biệt về anh em coi lít này. Rồi, xe chia này. Xe chia thì con xe này đời 2019. Đây 26 triệu giờ bớt xuống còn 25 năm nhá. 25 năm luôn. Đó, xe chia 25 năm. Rẻ quá trời rẻ. Biển số đâu anh? Biển số con này là biển số 60G1. Đợt này xe nhiều biển 60 càng dễ. Bởi vì lý do anh em mua tỉnh xa, Hùng Hồng rút hồ sơ nó dễ, ở tỉnh mình rút nó dễ Việt được không? Dễ lắm. Rồi, con xe Solix này đời 2020 32 triệu nhưng hôm nay giảm giá xuống còn 31 triệu thôi. 31 triệu cho anh em, cho một chiếc xe Solix phiên bản Hati. Ok. Con này cũng 31 triệu luôn. Anh em lấy con nào lấy. Con này biển số Cần Thơ nha em nhá, Việt nhá. Biển số Cần Thơ luôn đấy. Anh em nào Cần Thơ liên hệ với Hùng Hồng nhá. Con này biển 61 này, Bình Dương. Nói chung mấy biển quanh quanh đây Hùng Hồng rút hồ sơ nó nhanh lắm. Ok. Bước theo chân của theo anh em tiếp thì đây là một chiếc Lít đời 2018 phiên bản khóa bếp ga em ạ. Giá chỉ có 25 triệu 500. Biển số đâu anh? Biển số 86 em ạ. Ok. 86 Bình Thuận. Rồi tiếp tục con cái này thì chiếc xe này là cũng đời 2021 này Việt này. 2021 mà Hùng Hồng bán 31, ra là có 31 triệu 500, nhưng thôi hôm nay Hùng Hồng lấy 31 triệu thôi nhá. Biển số đâu anh? Biển số 60. 30. Biển số thần tài đẹp á, 77139. Thần tài. Lấy 31 triệu thôi nhá. 31 triệu. Ờ. Con này thì 285. Con này 285. Biển số con này biển số 60G1 luôn. Ok. Đầy đủ phụ kiện, con này đời 2019, con xe này mới lắm, mới chạy được mấy ngàn cây à. Dán keo hết nguyên con luôn. Rồi, Vario cũng là Vario thì mà Vario đúng là thật, điểm này bán Vario không đâu. Khách hàng nói chung là cũng yêu quý Hùng Hồng lắm, nhưng mà đợt này không thấy ủng hộ Hùng Hồng về Vario. 35 triệu bao hồ sơ này. 35 triệu bao hồ sơ. 35 bao hồ sơ, 34 bao hồ sơ. Đấy, cứ quay chi tiết vậy. 38 bao hồ sơ. 38 năm bao hồ sơ. À không bạn, xe này 385 biển số đẹp. Thôi bao luôn hồ sơ nhá anh em nào. Và con này là đời 28 đời đầu này. 57 hôm nay Hùng Hồng lấy con 56 thôi. Lỗ tụt quần luôn. Đó, Vario lỗ đấy. À. Con xe này lỗ đấy. Con xe này mua 56 bán 57 nhưng thôi hôm nay bán 56 thôi. Để anh em ủng hộ cho Hùng Hồng. Đấy à. Thật là trời nó nắng quá. Nóng. Trên kệ đi. Trên kệ cục cưng đi. Đấy. Mò đẹp chưa? Mo này. 57 triệu 500 này. Bao hồ sơ. Đời 2021. Đời 2021. Đấy. Cũng 58 năm. Bao hồ sơ cho anh em luôn. Xe mới quá này. Màu xám xi măng. Phiên bản đặc biệt. Màu xám xi măng. Thắng ABS. Ở đây chiếc này giá cực kỳ dễ thương này. 53 triệu 500 này. Đời 2021 luôn.
Trời ơi, rẻ quá trời rẻ vậy. Hùng Hồng bán rẻ quá à. Biết bà con có thấy Hùng Hồng bán rẻ không? Rẻ quá rẻ luôn. Nói chung nhiều khi cũng thấy bán xe thì cũng nhiều cái vui, cũng nhiều nỗi buồn. Buồn thật, buồn vì lý do là bà con không ủng hộ Hùng Hồng. Thôi nhưng mà cứ vui vẻ nên là được rồi. Chiếc xe Vision đời 2021 nhá, 28.200.000, phiên bản đen nhám. Số 63. À, hôm nay về được một xe SH Mo giá rẻ là 285 này. Gì? 38.500.000 này. 38.500.000 màu trắng, đời 2015. Đấy, rất nhiều người hỏi tập giá này nhá, mới về. 385. Con này là 52, hôm nay tụt xuống còn có. Tức lắm rồi, hôm nay mà không bán được con này, mày mà ở đây một lần nữa tao đập mày luôn. Đốt luôn. 51.000.000. 51.000.000. Bao hồ sơ. Đó, biển số 60, 51.000.000 bao hồ sơ nha anh em. Rồi, 6. Con này 42.500.000 bao hồ sơ luôn. Màu xám, đời 2018 á. Con này Vision. Con này Vision 275. 19.500.000 này, kìa đây. Rẻ quá. 24.500.000. 2020 nhá. 25.500.000. Mẫu cũ nhiều người thích lắm nha Việt. Đúng rồi. Chạy Vision mẫu cũ. Con này 24.000.000 này Việt ơi. Mẫu cũ rất nhiều người thích. Đó. Anh em nào mà thích cái mẫu nào á thì mình cứ nhắn tin qua Zalo cho anh Hùng. Thì các bạn cùng toàn thể mọi người, anh em nào cứ yêu quý Hùng Hồng thì cứ kết bạn Zalo theo số máy 0938344999 nhá. Thì Hùng Hồng sẽ ship về tận nơi cho bà con cô bác. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Thùng thẳng như chúng em đây, chẳng đá là vấp, chẳng dây là quàng. Anh em ưa Hùng Hồng thì ghé lại cửa Hồng, Hùng Hồng làm ly trà. Đấy. Okay, cao này. Con này đây, con này bỏ cọc rồi à đúng không? Mi bỏ cọc rồi, bán lại giá bỏ cọc luôn. Bữa bán 63.500.000 bỏ cọc. Bởi lại không phải bỏ cọc mà đổi xe khác. À đổi xe khác. Này rồi. Màu này phong thủy không hợp. Thế đổi thì hôm nay này Hùng Hồng này bán lại giá lại cho anh em. Vậy thôi. Đấy. Lại bán giá. Mày à bưởi. Con này là con này 125 63.000.000. Con này biển số đâu ta? Con này biển 60. Cái 60 ok. Con này 63.000.000 luôn. Con này ABS luôn nhá. ABS 150. Mua rẻ bán rẻ. 125. Mua rẻ bán rẻ vậy thôi. Con này thì 52.000.000 bao hồ sơ này cho anh em này. Đó, anh hát cao mà 52.000.000 bao hồ sơ. Con xe này là đời 2020 màu xám màu trắng trắng tím. Anh tím này. 84.000.000 hôm nay xuống còn 83.500.000 nhá. 83.500.000. Ok. Con này 73.000.000 bao hồ sơ cho anh em này. 125 ABS đời 2021. Rẻ không? Quá trời rẻ. 87.000.000 cho một chiếc xe 2021 150 ABS. Con biển số đẹp. Xe mới chạy được mấy ngàn cây à? Mới quá trời mới. 2019. Rất nhiều anh em ưa chuộng. 81.500.000 bao hồ sơ cho anh em. Màu xám xi măng. Và tiếp theo đây chương trình ca múa nhạc của xe máy Hùng Hồng. 82.000.000 cho một chiếc xe 150. Xe mới lắm. Toàn xe mới, SH toàn xe đẹp mà. Con này mới về đây này, con này anh em mới chuộng này. 63.000.000. 2018 phiên bản đen nhám. Nên tem đẹp lắm, biển số Sài Gòn nhá. Biển số Sài Gòn mà Sài Gòn. Ký ủy quyền về tên mình rồi. Okay. Mình ok anh. Hết. Dương bạn. Sài Gòn đã ký rồi thì ok hết. Một anh ta nào mà đang kiếm Sài Gòn này. Rước mà tao có nhanh tin này. Ấy. Mua con này. Đẹp không? Chạy mấy ngàn cây. Cặp vỏ đang theo xe đời 2018, đẹp quá Việt ạ. Này Hùng Hồng ngồi lên chắc đẹp lắm nhỉ. Việt nào. Đấy. Gái theo lùm lộp luôn. Nó nhỏ vậy vợ chửi chết. 63.000.000. Rồi, qua dòng AB đi. AB 2019 bao 2019 đen nhám 265 à? Bữa nay rẻ rồi, 265 thôi. 26.000.000, khóa tất cả khóa, khóa sớm cây luôn nhá Việt nhá. Khóa sớm cây luôn. 26.000.000 cho một chiếc. Ai thích đỏ này. Đỏ này.
265 nó cho phiên bản 3D này. 33 triệu này. Con này mới về này Việt ơi. Hộp xám xi măng này. Đời 2021 luôn Việt nhá. 33 triệu. Con này 41 triệu này Việt này. 41 triệu. 41 triệu là 150 nha anh em. Đúng rồi, 150. 68. Thôi 41 triệu bao hồ sơ cho anh em. À 41 triệu bao hồ sơ luôn. Con này 33 triệu. Rồi. Thôi bây giờ 33 triệu bao hồ sơ luôn con này. 2021 tiền nhám. Con này 41 triệu bao hồ sơ luôn, phiên bản đặc biệt. Bán đi để làm gì? 27 triệu con này tụt xuống còn 265 luôn. Con này đợt mua cao đó. Đó kệ nó, phải theo giá thị trường thôi. Theo xu hướng thôi. 26 triệu 500. Đấy. Bà con thấy sao? Bà con thấy quá rẻ đúng không? Ô, SH Mo rẻ nữa kìa Việt à. Con này vừa về luôn này Việt này. Con này đời 2019 này. 24 triệu 500. Con lấy 24 triệu thôi. Đẹp quá, khóa xe một cây hết luôn. Rồi, con này bà con mua dùm cho mình con Loza Garden phiên bản đặc biệt. Dán keo nguyên con, xe trúng thưởng, chạy có 100 cây à. 38 triệu 500. 38 triệu 500. Đây, Vario của các bạn đây. 36 triệu bao hồ sơ. Màu trắng đẹp lắm ấy. Tem màu trắng phiên bản ấy đấy. Phiên bản tem lên tem 3D hết rồi đấy. Tem sơn đấy. Eto Tion là cái gì, là phiên bản cá tính à? Không. Hay là thể thao? Thế nào? Đấy. Rồi là giới hạn, nhưng mà có phải giới hạn đâu. Này dán tem mà. Tem nó lên đúng không? Tem lên. Rồi để mà thông báo Việt với bà con là hết khóa này, hết lần này bán hết xe, em đi học tiếng Anh. Em tức lắm rồi. 40 triệu 800 cho một chiếc xe 2019, xe đẹp quá, màu xanh đá. Rất là nhiều người thích cái màu này nhá, màu phong thủy. Rất là nhiều người thích. Đấy. Tiếp này Việt ơi. Con này rẻ này. Lít giá rẻ này. Con này 19 triệu 500 này. À 19 triệu 500. Thì số đâu rồi? Thì số 60 luôn. 60. Con này 25 triệu 500. Đẹp số đâu anh? Biển số màu đen nha anh em. Con này biển số 60 luôn đấy. Màu xanh xanh đen nhá. Đẹp lắm. 60. Con này 60 luôn. Rồi. Đây. 50 này clear. Các cháu học sinh ơi, hãy ghé lại chú Hùng nhá. Chú Hùng bán cho chiếc xe này. Xe 50 đẹp lắm. Úi xồi, đề nhẹ nó lên. Việc gì phải xe đạp điện. Bà con nhá, nói vậy thôi nhưng đi xe đạp điện nó rất là nhiều cái nó không được. Nhưng bởi mỗi cái lần cái thay cái bình là mấy triệu bạc. Xe 50, xe này xe mới của nó 20 mấy triệu đấy Việt. 23, 24 triệu đấy. Nhưng hôm nay chú Hùng bán lại chỉ có cho các cháu học sinh 14 triệu thôi. Đời 2021 luôn đấy. Mới đi được có 3.000 mấy cây. Đẹp lắm, xe mới tinh. Ok. Rồi, xuống phía dưới kho nữa nha anh em. Quay cho. Bây giờ nha. Thôi, xuống theo chân Hùng Hồng xuống kho nhá. Mười chín triệu cho một chiếc xe Xside. Dán keo nguyên con, biển số 65 em ạ. Thôi con này 19 năm luôn nè, bán dán keo nguyên con luôn. Bán rẻ đi. Con này mẫu 2018 mà 19 năm mà. Đúng rồi, bán mẹ. Bán cho bà con đi để còn nhớ đến Hùng Hồng. Ai đến trước được trước, ai đến sau hưởng sau. Ô con xe này dán keo nguyên con với Việt ạ. 19 năm nhá. Kệ mua bán đại đi. Ở 500 bán này. Việt ạ. Rồi 500 bán Việt. Việt ạ, nhìn đàn chân đàn ốc đẹp quá Việt ạ. Thật luôn đấy. Đẹp nhá. Ok. Con này 30 triệu này. 30 triệu. Con này khá nhiều người hỏi lắm. 30 triệu. Basic 30 triệu. 2016, 2015, 2016 đèn nét luôn. Đó, biển số thành phố. À vừa về tiếp con này này em. Quay 2016 này. 2016 con này lấy 12 năm đi. Xe đẹp lắm. Con này giá nhiêu? 12 triệu 500. 12 triệu 500. Ok. Vision. Vision này
Vision này bán cho bà con là 27 triệu bao hồ sơ nhé. Vision máu mới nha anh em. 27 triệu bao hồ sơ. Con này 15 triệu này, bao hồ sơ luôn. 15 triệu bao hồ sơ, con này vừa về đấy. Biển số đâu anh? Con này biển số Đồng Nai luôn. Ok. Rồi nở vít không? Thôi, nở vít thôi. Mà cay hết cả mắt rồi, mồ hôi xuống cay hết cả mắt. Thì đó, hôm nay thì mấy cái dòng mới về. Tính ra này hôm trước bán đi rất nhiều anh em. Hôm trước mình quay clip mà cơ bản là biết sao Việt, biết sao đợt này không nhập những mấy cái xe ấy nữa. Bởi lý do là những cái xe mà nó xấu, là Hùng Hồng, bên Hùng Hồng không nhập. Nói thẳng nếu mà Hùng Hồng nhập một ngày thì không biết bao nhiêu xe. Thôi những xe mà nếu mà đúng được cái bà con cũng ủng hộ rất nhiều rồi đấy. Nhiều những lớp xe ở trên là toàn xe mới không đấy, toàn xe mới về không, không không có ít xe tồn lại. Thôi Hùng Hồng cũng cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn thật sự rất cảm ơn, cảm kích rất nhiều khi bà con ủng hộ. Anh em nếu mà yêu quý kênh của Xe Máy Giá Rẻ và Bình Dương thì cứ cho cái lượt like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh cho bạn ấy để phát triển hơn nhiều nữa, để Hùng Hồng biết đến khách hàng nhiều hơn nữa, để quay những video nhiều xe hơn nữa cho bà con luôn. Đấy, Hùng Hồng chỉ cũng kính chúc mọi người, ai đã biết đến cửa hàng xe máy Hùng Hồng thì Hùng Hồng cũng chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe vậy thôi. Thì Hùng Hồng video tạm biệt đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.